Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thủ tục sang tên sổ đỏ nhận thừa kế khi bố mất không để lại di chúc. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Bố mất và không để lại di chúc trong khi sổ đỏ nhà đất đứng tên của cả bố và mẹ, hiện giờ người mẹ muốn tách sổ đỏ cho hai người con thì thủ tục thực hiện như thế nào? Thứ nhất, sổ đỏ đứng tên cả bố và mẹ, Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Do đó, khi người bố qua đời mà không để lại di chúc thì một phần hai mảnh đất được chia thừa kế theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Hàng thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người bố. Theo quy định nêu trên, ông bà nội, nếu ông bà còn sống người mẹ và các con tức hai anh em là các đồng thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất một phần hai tài sản trong khối tài sản chung của bố mẹ là di sản thừa kế của bố phần di sản của bố sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế đó là mẹ và hai anh em và ông bà nội nếu còn sống hai anh em có thể từ chối quyền thừa kế sau đó mẹ sẽ làm thủ tục thỏa thuận di sản thừa kế Tiếp theo đó mẹ sẽ tiến hành sang tên sổ đỏ đứng tên mẹ. Sau khi sổ đỏ đứng tên mẹ, nếu đáp ứng các điều kiện về tách thửa, thì mẹ và các con làm thủ tục tách thửa. Thủ tục thực hiện tách thửa như sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 2 và khoản 11, điều 9 thông tư số 24 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thì hồ sơ tách thửa bao gồm các loại giấy tờ sau đây. Thứ nhất là đơn đề nghị tách thửa theo mẫu, Thứ hai là bản gốc sổ đỏ. Thứ ba là căn cước công dân, chứng thực của mẹ và các anh em. Bước hai là tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trong phía tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. Trong đó có ghi ngày hiện cả kết quả. Bước 3, cơ quan nhà nước sẽ giải quyết hồ sơ. Theo đó, tách thửa khi chuyển nhượng tặng cho thửa đất thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc như sau. Thứ nhất là đo đạt địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách. Thứ hai là thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển viên đồng thời xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền. Thứ ba là thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Bước 4 là trả kết quả. Theo đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao sổ đỏ cho người sử dụng đất, hoặc gửi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết trường hợp tách thửa đất. Căn cứ Điều 10, Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ, thì đối với trường hợp mẹ cho con đất đai được miễn lệ phí trước bạ, để được miễn nộp lệ phí trước bạ thì trong hồ sơ thực hiện sang tên, người sử dụng đất cần có thêm giấy khai sinh bản sao để chứng minh quan hệ mẹ con. Đối với thuế thu nhập cá nhân, thì trường hợp mẹ cho con thì cũng được miễn thuế. Khi tiến hành thủ tục tách thửa, người sử dụng đất nộp chi phí đo đạc, phí thẩm định, lệ phí cấp sổ đỏ mới. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong thông tin về thủ tục sang tên sổ đỏ đối với trường hợp nhận thừa kế khi bố mất không để lại di chúc. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp bên kênh nhé.